trở thành thí sinh của chương trình. Hãy kiểm tra lại số ghế của mình. Và bây giờ xin mời phòng máy lựa chọn ngẫu nhiên bắt đầu. Bốn, năm, không, chúc mừng. Chúng tôi tiếp tục chọn thêm khán giả thứ 26. Xin mời phòng máy. Khối 2, hàng số 2 và ghế số 3. Chúc mừng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng 1 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, chúng ta đã có đầy đủ 26 thí sinh bước vào vòng thi thứ nhất. 26 thí sinh sẽ trải qua 5 câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Và các thí sinh sẽ chọn đáp án A, B, C hoặc là D ngay bàn phím trước mặt. Khi tôi hỏi xong và nói 5 giây bắt đầu, đây cũng là thời điểm để chọn đáp án. Cách tính điểm như sau: thí dụ có 25 thí sinh đáp đúng và 1 thí sinh đáp sai, thì mỗi thí sinh đáp đúng được 1 điểm. Trong trường hợp có 25 thí sinh đáp sai, một người đáp đúng, thí sinh duy nhất ấy được 25 điểm. Hai thí sinh cao điểm nhất đứng đầu bảng sẽ là người chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần 26 thí sinh. Câu hỏi thứ nhất: mưa đá do đâu mà có? A, do bão tuyết. B, do trời lạnh quá. C, do hạt mưa quá nặng. Và D, do hơi lạnh của mây bão. 5 giây bắt đầu. Mưa đá hình thành do những hạt nước nhỏ bị cuốn lên phần lạnh phía trên của đám mây bão. Ở đó nó bị đông lại rồi lại bị rơi xuống phần dưới của đám mây. Nơi đó bị ẩm ướt trở lại. Và đám mây này đủ nặng, nó sẽ rơi xuống thành mưa đá. Như vậy, D là đáp án chính xác. Với câu hỏi vừa rồi có 13 thí sinh đáp đúng và 13 thí sinh đáp sai. Mỗi thí sinh đáp đúng được 13 điểm. Và trong số các thí sinh đáp đúng có 2 thí sinh bấm bàn phím nhanh tay hơn và đứng đầu bảng. Xin giới thiệu tên, đó là bạn Nguyên Long. Và người thứ hai nhì bảng, đó là bạn Thái Quỳnh. Chúc mừng. Chúng ta bước sang câu hỏi số 2. Tên gọi đất nước Ấn Độ bắt nguồn từ tên của cái gì? A, ngọn núi. B, thác nước. C, dòng sông. Và D, sa mạc. 5 giây bắt đầu. Tên gọi đất nước Ấn Độ bắt nguồn từ tên một dòng sông phát nguyên từ Tây Tạng vượt qua dãy Himalaya có tên là sông Ấn. Như vậy C là đáp án chính xác. Có 18 thí sinh đáp đúng và 8 thí sinh đáp sai. Như vậy, mỗi người đáp đúng được 8 điểm. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi thứ 3. Khi sao chổi bay ngang qua trái đất, tại sao ta thấy lửa ở đuôi của nó? A, do mặt trời. B, do sao chổi tự phát sáng. C, do sao chổi là hành tinh lửa. Và D, do ma sát của sao vào không khí. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, sao chổi cấu tạo phần lớn là chất khí đông, nước đá và bụi. Sao chổi không giống như một hành tinh và cũng không xoay quanh mặt trời, nhưng nó có quỹ đạo trong không gian. Ta nhìn thấy sao chổi có cái đuôi rực lửa khi nó bay ngang qua trái đất là do sức nóng của mặt trời
làm cho nước đá biến thành chất khí cháy, tạo thành cái đuôi của sao chổi. A là đáp án chính xác. Hai thí sinh duy nhất đáp đúng mà thôi. 24 thí sinh đáp sai đã tạo điều kiện cho hai thí sinh ấy ghi được mỗi người 24 điểm. Câu hỏi thứ tư. Người đã đánh bại quân Nam Hán lần thứ nhất là gì của Ngô Quyền? A. Phụ thân. B. Nhạc phụ. C. Nghĩa huynh. Và D. Nghĩa phụ. 5 giây bắt đầu. Ngô Quyền đã đánh bại quân Nam Hán vào năm 938 trên sông Bạch Đằng. Đây là lần thứ hai quân Nam Hán xâm lược nước ta, còn lần thứ nhất chúng bị quân ta đánh bại vào năm 931 là Dương Đình Nghệ lãnh đạo. Ngô Quyền làm nha tướng của Dương Đình Nghệ và được gả con gái và cho quyền quản Ái Châu. Vậy người đánh bại quân Nam Hán lần thứ nhất chính là nhạc phụ của Ngô Quyền. B là đáp án chính xác. Có 11 thí sinh đáp đúng, 15 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 15 điểm. Tạm thời tổng kết số điểm của các thí sinh và xin nêu tên 4 thí sinh đứng đầu bảng. Đó là bạn Phi Long 47 điểm. Chúc mừng. Vị trí nhì bảng thí sinh Khánh Vi 36 điểm. Vị trí thứ ba đó là bạn Thanh Trúc 36 điểm. Và vị trí thứ tư đó là bạn Lệ Thu 36 điểm. Chúc mừng. Bốn thứ tự trên sẽ còn thay đổi. Chúng ta còn câu hỏi thứ năm trước mắt. Nghệ sĩ nào được ghi vào kỷ lục Việt Nam là người đóng vai phụ nhiều bộ phim nhất? A. Mạc Can. B. Bãi Nam. C. Hồ Kiển. D. Kim Xuân. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, nghệ sĩ Hồ Kiển sinh năm 1926 tại xã Phước Long, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Từ năm 1964 cho đến nay, ông tham gia đóng kịch và đóng phim. Tính cho đến năm 2005, ông đã tham gia diễn xuất 1057 bộ phim. Ông đã được ghi vào kỷ lục Việt Nam là nghệ sĩ đóng vai phụ nhiều nhất. Như vậy, C là đáp án chính xác. Chỉ có 8 thí sinh đáp đúng, 18 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 18 điểm. Giây phút hồi hộp gần kề, hai thí sinh cao điểm nhất bước vào vòng thi tiếp theo xin được công bố. Đó là bạn Phi Long 65 điểm. Chúc mừng. Vị trí nhì bảng thuộc về bạn một cái tên rất mới đã vượt lên trên, đó là bạn Ngọc Diễm 46 điểm. Chúc mừng. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng 2 của chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Quý vị các bạn thân mến, hai thí sinh cao điểm nhất đã bước vào vòng 2 và bây giờ xin mời quý vị cùng làm quen. Chúng tôi xin mời anh Phi Long. Tôi tên là Phi Long, tôi đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Nai Long Châu. Tôi rất là hồi hộp và hạnh phúc khi bước vào vòng này. Tôi cũng thường xuyên xem chương trình Đi Tìm Ẩn Số qua TV hàng tuần. Và chúng ta cùng làm quen với thành viên thứ hai, xin mời bạn Diễm. Tôi tên là Ngọc Diễm, tôi hiện là sinh viên năm tư của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình và càng vui hơn nữa khi mà mang về nhà chiếc vali 100 triệu đồng ạ. À.
Và ngay sau đây hai thí sinh của chúng ta sẽ có cơ hội nhận ngay giải thưởng cố định dành cho người cao điểm nhất là 3 triệu đồng. Giải thưởng thì chỉ có một, chúng ta có hai người, thế làm sao? Trong vòng thời gian 5 giây đèn tối xuống, quý vị chỉ cần bấm bàn phím, ai bấm nhanh tay hơn sẽ có giải thưởng 3 triệu đồng. Và nếu như từ chối giải thưởng 3 triệu đồng thì giải thưởng này sẽ không được nhận lại sau đó. Cho nên hai thí sinh chú ý, thời gian và cơ hội dành cho hai bạn như nhau. Không nhấn thì đi chơi tiếp. Mà chơi tiếp thì chỉ có một người vào thì sẽ có một người ở lại, bằng cách chúng ta sẽ có một đề toán và tính nhẩm. Còn nếu như nhận giải thưởng cố định, chắc chắn 100% có 3 triệu. Không cần suy nghĩ tới những chiếc cặp, những con số, vân vân. Và bây giờ cơ hội nhận giải thưởng cố định dành cho hai thí sinh gần kề. Đèn từ từ tối xuống. 5 giây dành quyền ưu tiên giải cố định bắt đầu. Xin mời hai thí sinh chúng ta đã từ chối giải thưởng cố định, cho một tràng pháo tay đi tiếp. Thưa quý vị, như vậy trường hợp thứ hai sẽ xảy ra. Hai thí sinh của chúng ta sẽ có một đề toán hiển thị trên màn hình và sau đó tính nhẩm thật mau. Nếu bấm bàn phím mà chần chừ có nghĩa là thua. Bấm bàn phím đèn sáng lên thì nói mới là có giá trị, nhưng phải nói đúng. Bấm bàn phím giành quyền ưu tiên mà nói sai thì người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Và bây giờ đề toán từ từ hiển thị trên màn hình. Hai thí sinh để tay ra sau lưng, tập trung về màn hình và đề toán hiển thị. 58 chia 2 trừ 10 bằng mấy? Xin mời anh. 19. 19 là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi Tìm Ẩn Số.